Thưa quý vị, thời gian hôm nay chúng tôi xin nói đến một cái đề tài mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng ở trong Tăng Chi Kinh, Pháp Nam Chi. Đó là cái pháp được sống an lạc trong hiện tại. Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng này, chư tỳ khưu, thành tựu được năm pháp thì vị tỳ khưu trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não, và sau khi thân hoại mệnh chung được tái sinh về cõi lành. Năm pháp đó thế nào là năm pháp thì Đức Thế Tôn Ngài phán dạy có năm pháp này. Thứ nhất là có niềm tin, thứ hai là có sự hổ thẹn, thứ ba là có sự sợ hãi, thứ tư là có sự tinh cần, và thứ năm là có trí tuệ. Trong năm pháp này, ngay trong hiện tại này thì sống được an lạc vì nó sẽ không có cái sầu não, nó không có ưu não. Và một khi mệnh chung thì được sinh về cái cõi lành, tức là được làm người hay làm chư thiên. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu theo từng cái chi phần này. Thứ nhất là có niềm tin. Thông thường thì chúng ta đặt niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Với cái niềm tin này, nó dẫn cho chúng ta thưa quý vị, ở Đức Phật Ngài dạy rằng có cái năm pháp mà vị tỳ khưu là nói riêng, nhưng mà nói tứ chúng là nói chung. Thì trong hiện tại này sống không có bị ưu não, nên là không bị phiền não, và sau khi thân bại mệnh chung thì tái sinh về cõi lành. Năm pháp đó thì thứ nhất là có niềm tin, thứ hai là có hổ thẹn, thứ ba là có ghê sợ, thứ tư là có sự tinh tấn, và thứ năm là có trí tuệ. Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu những cái chi tiết của năm pháp này. Rồi, xin thưa, nói về cái niềm tin thì người Phật tử chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ có niềm tin nơi ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Nhưng mà niềm tin đó đó chúng ta có chứ không phải là không, nhưng mà chúng ta cũng ít thường lau chùi cái niềm tin này. Vì một người mà Phật tử mà sau khi quy y rồi đó, nương nhờ rồi đó, thì dù ít hay nhiều luôn luôn có cái niềm tin. Nhưng mà như là cái viên ngọc này, nếu chúng ta không khéo léo lau chùi thì viên ngọc đó nó sẽ bị bụi bám. Cũng vậy, mặc dù chúng ta có niềm tin, nhưng mà nếu chúng ta không năng lau chùi cái niềm tin này thì cái niềm tin này chúng nó không có được chói rạng. Và cách thức mà chúng ta đặt niềm tin đó, thì Đức Phật Ngài dạy dành cho công chúa Chundi, em gái của hoàng tử Chundá, con của vua Ba Tư Nặc. Này Chundi, trong các hàng hai chân, không chân, bốn chân, nhiều chân, có tưởng, không tưởng, có sắc hay là không có sắc, thì trong tất cả hạng chúng sanh đó, dù là sa môn hay bà la môn hay là phạm thiên hay là chư thiên, thì Đấng Như Lai là tối thượng. Hãy đặt niềm tin vào như vậy. Trong tất cả các pháp thì cái pháp vô nhiễm, tức là viraga hay là ly tham, là tối thắng. Trong các chúng tăng thì bốn đạo và bốn quả
là tối thắng. Chúng ta luôn luôn có một niềm tin như vậy, nhưng mà cái niềm tin này chúng ta không có khéo lau chùi. Nói cách khác là chúng ta không có suy nghiệm về cái ân đức Phật hay ân đức Pháp hay là ân đức Tăng, và thậm chí những cái hồng danh của Pháp hay hồng danh của Tăng hoặc là hồng danh của Đức Phật thì chúng ta ít có niệm tưởng đấy. Dĩ nhiên chúng ta có niềm tin đó, nhưng mà mỗi khi gặp một cái hữu sự gì đó thì chúng ta mới niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Mà như vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta niệm tưởng như vậy đó, là chúng ta có một cái dáng dấp gì đó giống như là cái ân đức này như là một vị thần hay là một cái vị cứu tinh đối với chúng ta. Mặc dù trong một số trường hợp thì cũng có thể có được, nhưng mà một số trường hợp thì nó không có. Nhưng mà chỉ bấy nhiêu đó thôi, nếu mà chúng ta khéo léo cái thường xuyên mà niệm về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng thì cũng đủ sức để tái sinh về cõi lành sau khi thân quả mình chung, như Đức Phật ngài dạy nàng công chúa Chun Di vậy, này Chun Di, với niềm tin đặt nơi Đấng Như Lai như vậy thì sau khi thân quả mình chung sẽ tái sinh về cái cõi lành. Nhưng mà trong hiện tại này đôi khi chúng ta có những cái điều chướng ngại hoặc là những cái phiền não, chúng ta cái niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng mà hãy càng niệm tưởng thì dường như là cái chướng ngại nó càng tăng, rồi dường như là những cái ưu tư nó lại tiến triển chứ nó không có thối giảm. Thì bây giờ chúng ta phải cần phải chuyển qua một cái niềm tin khác. Cái niềm tin này làm cho tâm chúng ta nó an tâm hơn. Cái niềm tin đây là chính là muốn nói để chúng ta sống trong an lạc này, tức là tin về cái nghiệp báo. Chúng ta cần phải tin vào cái nghiệp báo, bởi vì cái nghiệp báo này á nó sẽ làm cho chúng ta an tâm. Nhưng mà trước khi mà tin vào nghiệp báo đó, chúng ta phải suy ngẫm cái nghiệp này nó là nhân quá khứ hay là nhân hiện tại. Nếu như quán xét trong cái đời sống bình nhật của mình thấy là mình tốt đẹp cách trọn vẹn, nhưng mà những cái điều rủi ro nó vẫn cứ tới, những cái chướng ngại nó vẫn có, thì bây giờ chúng ta hãy nên kết luận đó là nghiệp ở quá khứ hay là nhân ở quá khứ. Còn nhưng mà nếu mà quán xét là thấy rằng là ở ngay trong cái hiện tại này nó có những cái điều mà mình đã thực hiện nó phi pháp, nó không đúng pháp, thì không nên kết luận đó là cái nghiệp quá khứ, mà phải xét rằng ở trong cái nghiệp hiện tại này chúng ta thấy rằng cái nghiệp á như là những cái tin tức mới đây nhất và nóng hổi nhất á, cho chúng ta thấy rằng như là một cái cuộc động đất ở tại Nhật chẳng hạn vậy, hai cuộc động đất, một cái sóng thần, rồi tiếp theo nữa một cái lò nguyên tử nó bị rò rỉ, nó dồn dập như vậy. Và số lượng người mà thiệt mạng rất là nhiều, thì trước tiên là chúng ta quy kết vào cái cộng nghiệp cái này, nhưng mà cụ thể nó sẽ là cái nghiệp nào, cụ thể là nghiệp nào. Một khi mà thiệt mạng vậy là chúng ta phải đưa vào cái nghiệp, trước tiên là chúng ta phải lý luận là cho rằng cái nghiệp là nghiệp sát sanh trước. Nhưng mà nó động đất nữa,
động đất nó dẫn tới phải sát sanh, hoặc là cái nước nó làm cho thiệt mạng. Thì cái sự sát sanh này nó do hai cái nghiệp khác để làm. Thứ nhất là nghiệp mà phá nhà cửa của người khác, hoặc là mình phá những cái nơi trú ẩn của chúng sanh khác. Hoặc giả rằng mình sẽ dùng những cái nước để mà mình phá vỡ cái nơi ở chúng sanh khác. Ví dụ như chúng ta thấy là những cái người mà họ sang lấp những cái ổ kiến, ổ mối, mặc dù nó nhỏ, để làm cho hư hoại những cái nhà cửa của những người khác. Và những chúng sanh khác là không có nơi trú, hoặc nhiều cái một số chúng sanh nó phải bị chết. Hoặc là dùng cái loại nước để mà mình tẩy rửa, đẩy đi những chúng sanh khác. Thì bây giờ nó trả lại như vậy, giờ bị động đất, giờ bị sóng thần, rồi cộng thêm nữa là bị thiệt mạng. Bởi trong cái những cái nghiệp này mà nó tạo ra một cái sự sát sanh, đồng thời phá vỡ đi nơi trú ẩn của những chúng sanh khác. Nhưng mà cụ thể nó là đã là mình quy vào cái nghiệp nó như vậy, nhưng mà nó là ở quá khứ hay là ở trong hiện tại, nó đòi cái điều này đòi hỏi chúng ta phải phân tích nhiều lần để chúng ta đi tới kết luận, chứ không phải rằng là chúng ta nói cộng nghiệp là toàn là nghiệp quá khứ. Không bao giờ sau khi chúng ta nói rằng khi mà chúng ta thẩm sát lại, quan sát lại, nếu như chúng ta thấy rằng một cái người đó sống rất là thánh thiện, nhưng mà những cái điều rủi ro tới thì bây giờ mới có thể kết luận là nhân trong quá khứ hay là nghiệp ở trong quá khứ. Nếu trong trường hợp mà ở trong Kinh Pháp Cú có nói tới một cái người cận sự nam, đó là Mahakala. Mahakala, người cận sự nam này luôn luôn thọ trì bát quan tây giới một cách tốt đẹp. Vào những cái ngày của Bồ-Tát thì cận sự nam này đi tới chùa Kỳ Viên, rồi thọ trì bát quan tây giới, tìm đến nơi hành thiền cách tốt đẹp, thọ trì trong suốt cả một cái ngày một đêm đó, vào sáng hôm sau mới trở về nhà, thường là như vậy. Một lần nọ cũng vào cái ngày bát quan tây giới thì cận sĩ nam Mahakala đi tới chùa Kỳ Viên tịnh xá, thọ trì bát quan tây giới xong, vào buổi sáng đêm hôm sau ông ra cái bờ hồ ở Kỳ Viên tịnh xá rửa mặt, thì một tên trộm chạy ngang qua đang bị rượt, và nó ném cái tang vật ở trước mặt của cận sĩ nam Mahakala này rồi bỏ chạy. Ở dân chúng rượt tới thấy cái tang vật này cho rằng cận sĩ nam Mahakala đã trộm cắp và đánh chết Mahakala. Chư Tỳ Khưu mới bàn luận rằng cái người này chết là không xứng đáng, người hiền lành như vậy, người tốt đẹp như vậy mà chết như vậy là không xứng đáng. Đức Thế Tôn ngài mới ngự tới giảng đường, ngài mới giải thích rằng á, cái chết của hôm nay của cận sĩ nam mà Mahakala đó, nó không có xứng đáng hay trong cái hiện tại, nhưng mà rất xứng đáng trong quá khứ. Bởi trong quá khứ ông đã từng vu khống với người trộm viên ngọc và đánh chết cái người đó để mà chiếm đoạt vợ của cái người chồng này, rất xứng đáng. Khi mà chúng ta nhắc một cái chuyện này để chú ý thấy rằng nếu như một cái người mình thẩm tra lại đó, gặp những cái bất trắc, gặp những cái chướng ngại, thì mình ngẫm suy lại, nếu trong hiện tại này mà mình một người tốt đẹp, một người thánh thiện, nhưng mà gặp những cái điều đó thì chúng ta mới cho rằng cái nghiệp ở quá khứ hay là cái nhân ở quá khứ. Còn ngược lại nhá, nhiều khi những cái bất trắc, những cái chướng ngại nó khởi lên cũng do trong cái nhân hiện tại này, chứ không hẳn là hoàn toàn trong quá khứ. Mà điển hình để chúng ta thấy rằng có một câu chuyện về cái quốc độ Dandaki bị chư thiên tàn sát hết, tàn sát hết.
là tương truyền rằng có một quốc độ có tên là Đăng Đắc Kỳ. Thì bây giờ có một cái người đạo sĩ rất là tốt đẹp, có Đức Bồ Tát chúng ta. Đức Bồ Tát chúng ta khi thời đó là một cái ẩn sĩ rất có danh tiếng và có rất nhiều đồ chúng. Bồ Tát chúng ta có tên là Xá Đáp Phăng Gá. Thì một người đệ tử rất là tốt đẹp của Bồ Tát chúng ta có tên là Kissa Vách Chát. Thì vị đạo sĩ này đi tới cái vườn ngự quyển của quốc độ Đăng Đắc Kỳ để mà trú ẩn. Ngài rất là tu tập, rất là nhiệt tâm. Thì tình cờ một lần nọ cái bà Thứ Phi của Đức Vua Đăng Đắc Kỳ bị thất sủng, bà mới buồn, bà mới đi vào vườn ngự quyển để mà du ngoạn. Thì khi đi tới chỗ mà tu tập của đạo sĩ Kissa Vách Chá, bà ngẫm nghĩ là mình đã xui rồi, hôm nay gặp ông Sa Môn đầu trọc này càng xui nữa, thôi giờ mình tẩy uế rồi xả xui. Bằng cách là bà súc miệng rồi nhổ cái nước súc miệng lên người của đạo sĩ Kissa Vách Chá. Vài hôm sau ông vua thì cái bị cái dục nhiễm của ái dục nhớ tới bà Thứ Phi này cho nên triệu về phục hồi chức cũ. Nói chuyện bình thường, nhưng bà Công Phi này bà Thứ Phi này nói là nhờ mình làm nhục ông đạo sĩ này. Cho nên mình được may mắn vậy. Nó một lần khác cái ông tướng quốc do Đức Vua đang giận gì đó mà ông có những cái lời lẽ mà ông vua không hài lòng, để Đức Vua Đăng Lắc Kỳ trút phế. Vậy tướng quốc là ngẫm nghĩ rằng là hồi giờ xưa cái bà Thứ Phi này cũng bị thất sủng mà không biết bà làm cách gì mà được ông vua lại khôi phục lại. Nên ông vua mới vấn kế với bà Thứ Phi nó không có làm gì đâu. Bây giờ ở trong cái vườn ngự quyển đó, có cái ông đạo sĩ đang tu tập đó đó, đang trú trong đó đó, ông tới làm nhục ông đó đi, súc miệng rồi nhổ nước cái súc miệng lên trên cái người ông đó thì mọi việc nó tốt đẹp lại, người xả xui. Thì ông tướng quốc ông vô ông cũng làm theo cái cách dạy của bà Thứ Phi ạ. Dài ba hôm sau á, thì Đức Vua mới bớt giận, mới ngẫm nghĩ lại ông này cũng là một người tốt, và đồng thời ông này rất là tài giỏi, mà quốc độ này không thể thiếu vắng công tướng quốc này được. Mà thiếu ông này thì ai là sẽ là cái người mà chống đỡ cái gian sang này, cho nên mới kêu ông quan tướng quốc tới cho khôi phục lại. Nói chuyện cũng bình thường, nhưng quan tướng quốc lại nói là cho rằng làm nhục ông đạo sĩ cho nó khôi phục lại được cái địa vị tướng quốc. Rồi bây giờ nhằm lúc mà biên cương đang có loạn thì Đức Vua mới chuẩn bị xuất chinh. Thì quan tướng quốc mới nói rằng thưa đại vương, giờ muốn thắng trận thì mình vô cho hết cái dân trong thành này vô trong vườn ngự quyển đó, làm nhục ông đạo sĩ đó, ai cũng phải súc miệng hết rồi nhổ nước súc miệng lên người ông đạo sĩ đó, thì mình sẽ thắng trận. Ông dẫn chứng là hai cái trường hợp, một trường hợp của bà Thứ Phi và một trường hợp là của chính bản thân mình. Đức Vua nghe vậy tin mới truyền cho dân thành Đăng Mắc Kỳ đi vào trong vườn ngự quyển là phải súc miệng rồi nhổ nước súc miệng lên trên người của đạo sĩ Kissa Vách Chát. Rồi sau khi làm nhục ông đạo sĩ đó xong á, mới kéo quân ra biên cương. Thì đám giặc nhỏ ở biên cương thấy quân đội của vua Đăng Đắc Kỳ kéo nó nhiều rồi, cho nên bỏ trốn trở về nước. Chuyện nó cũng bình thường, nhưng mà quân lính của vua Đăng Đắc Kỳ cho mình thắng trận mới kéo về tổ chức ăn mừng. Nhưng mà chư thiên đã nổi giận, và trước khi chư thiên nổi giận đó
thì tạo cái điều kiện tốt đẹp nhất, tức là có một trận mưa hoa xuống, là mưa bậc thơm xuống. Và sau khi mưa hoa, mưa bậc thơm xong đó là bắt đầu có mưa bạc, là mưa vàng xuống. À, những giọt mưa đó chính là bằng bạc hoặc là những một mưa bằng vàng, rồi mưa châu báu xuống. Rồi do mãnh lực là tham như vậy đó, do mãnh lực tham như vậy. Cho nên cư dân mới đem nhặt lấy vàng, lấy ngọc, lấy châu báu bỏ vô trong nhà mình, đến mức độ mà trong nhà không có chỗ chứa, phải ra ngoài đứng chất đầy ngạt hết. Sau những cái hay những cái trận mưa mà hoa mưa giật thơm, rồi tới mưa vàng, mưa bạc, mưa ngọc nữa, tiếp theo nữa là mưa tro bụi xuống, mưa tro nóng, rồi mưa lửa đỏ, sau đó là cái mưa gươm đao, nó tàn sát hết. Bởi vì lúc đó không có chỗ mà trong nhà cái chỗ chứa nữa, bởi trong chứa trong nhà toàn giờ chỉ toàn là vàng ngọc bạc được, không không có chỗ nữa, mà mưa gươm đao xuống tàn sát. Nhưng đây muốn nói rằng là cái này không phải do nghiệp quá khứ nữa, không phải do nhân quá khứ nữa, mà do nhân hiện tại. Do nhân hiện tại này à, sống phi pháp, sống không đúng pháp. Và những gì mà sống không đúng pháp, không đúng mà phi pháp đó, các nghiệp mà nó sắp sửa nó trổ á, nó trổ nặng đó à, thì nó giúp cho hạnh phúc liền, hạnh phúc trước mắt. Nếu cũng tựa giống như chư thiên á, mà muốn tàn sát một cái quốc độ Đăng Lắc Kỳ đó, thì trước tiên là cho mưa hoa, dẫn dụ cái lòng tham ra trước, rồi mưa hương thơm, rồi mưa bạc, mưa vàng, mưa ngọc, cái hạnh phúc đó, đó. Và chỉ lao vào những cái hạnh phúc mà tạm thời giả tạm đó, đó. Quên đi mức độ an toàn cuối cùng thì mưa tro nóng, mưa lửa than và mưa gươm đao, nó sát hại, nó sát hại. Ở cho nên á, cổ nhân có nói là chữ tài nó liền với chữ tai. À, khi có tài thì coi chừng cái tai họa kế bên. À, trước khi mà cái ác nghiệp mà nó bung nổ lên á, thì nó có vẻ yên lành, nó có vẻ hạnh phúc đó. Mà chúng ta cũng quan sát, chúng ta thấy rằng một khi mà cơn bão nó sụp sửa nó kéo tới đó, tự nhiên cái đêm đó nó trời yên trong, gió không có chút gió nào, biển phẳng lặng. Mà khi mà kéo tới là ùng 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 nổi dậy. Ở trước khi một cái điều mà xấu xa nó xảy lên, khởi lên đó, thì có một điều yên an lành nó tới, nó tới trước. À, cần phải lưu ý. Và cho nên cái niềm tin này là mình tin nghiệp báo nha, mà một khi một chuyện gì khởi lên á, chúng ta phải suy xét lại, à cái nhân nào, nhân này nó thuộc quá khứ hay là nhân là thuộc hiện tại, chứ không phải tất cả những cái gì nó thuộc về cái quá khứ. Xin thưa quý vị rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp đó, là cái mức độ Thích Ca đó có khoảng 80% là thánh nhân, 80% là thánh nhân. Mà đó là thánh nhân thì không bao giờ có cái ác giới cả, ác giới à. Nhưng mà bị quý đô đắc quá, tức là lưu đi vô một tru diệt đó, thì đó mới là cái nghiệp quá khứ, cái nhân quá khứ. Nhưng mà quốc độ Đăng Đắc Kỳ nó là cái nhân hiện tại, cái là sống ác pháp thì sống ác pháp. Ở trong Mẫu Sanh có một câu chuyện nói về Đức Vua có gương mặt sáng, là Bồ Tát chúng ta có gương mặt sáng. Ngài rất là thông minh, và tất cả một cái việc gì trên thế gian ngài cần suy ngẫm đó, là ngài biết được cái nguồn cội và ngài giải thích. Thì một lần nọ có một người nông dân á, trên đường đi đến gặp vua có gương mặt sáng để hỏi những vài cái việc thắc mắc của mình. Thì đi ngang qua một cái vườn có một cái nhóm đạo sĩ đang tu tập,
Nghe người nông dân này muốn lên gặp nhà Đức Vua với gương mặt sáng để hỏi cái công việc mình. Thì cái những là nhóm đạo sĩ mình mới hỏi là dặn thà vậy sẵn thì này cận sư Nam hỏi giùm tôi một cái thắc mắc cũng được. Bạch các ngài có chuyện thắc mắc điều gì? Nó là trong cái khu vườn này trước đây đó nó có hoa thơm trái ngọt rất là tốt đẹp, mà sao bây giờ là hoa nó không còn thơm như xưa, trái nó không còn lớn và nó không còn ngọt như xưa nữa. Ông hỏi giùm tôi rồi. Để nông dân lên hỏi ra cái điều này, Đức Vua mới nói rằng đó, trước đây cái những là ẩn sĩ tu tập đó, đó là những người có giới hạnh, nó nhiệt tình nhiệt tâm với pháp, cho nên hoa thơm trái là trái ngọt. Nhưng mà nhóm đạo sĩ sau này á nó không có cái giữ gìn ở thành, nó phá giới, cho nên cái hoa nó không còn thơm, trái nó không còn lớn nữa. Mới giờ muốn mà hoa thơm trái ngọt nữa đó thì phải giữ gìn giới hạnh lại. Cái câu chuyện bổn sanh này nhắc nhở rằng là ngay trong hiện tại này chúng ta có thể tạo những cái điều an lành nếu như biết giữ gìn giới hạnh cách tốt đẹp, mà không phải là cái gì cũng do quá khứ mà trong hiện tại. Bởi vì thấy rằng á cái bao giờ mà chúng sanh mà có ác pháp nhiều á thì nơi đó cái thiên tai, dùng đó có là thiên tai, có những cái côn trùng cái phá hoại mùa màng rất là nhiều, nó sinh khởi rất là nhiều, à cư dân nó bị thiếu thốn, nó một hạnh phúc. Thì khi mình một cái sự kiện khởi lên vậy đó, đối với bản thân mình cần phải có niềm tin, tức là niềm tin vào Phật pháp tăng này, nhưng mà phải là mình tin vào cái nghiệp báo, mà cái nghiệp báo này mình phải xem xét lại đó là nhân quá khứ hay nhân hiện tại, chứ không phải cái gì cũng đổ thừa cho nhân quá khứ hết, không được. Chẳng hạn giờ mình ra đường mà mình đánh đập người khác, bị người khác đánh đập lại, cái mình nói là do nhân quá khứ tôi đánh người ta, giờ bị người ta đánh lại là chuyện vô lý. Chẳng hạn là mình ra ra đường phố mình lừa gạt người khác, mình trộm cắp người khác bị bắt, bị luật của quốc độ, luật của hình sự, nó do kiếp trước tôi bắt bớ người khác, giờ bị người khác bắt bớ lại, chuyện vô lý. Mà phải nói rằng ở trong cái nhân là nhân hiện tại, cái nghiệp là nghiệp hiện tại chứ không phải là cái nghiệp quá khứ. Không phải mỗi người Phật tử chúng ta tin vào nghiệp thì không phải mọi chuyện gì chúng ta cũng thấy lúc nào mình cũng đưa vào trong cái nghiệp quá khứ hết, nhân nhân quá khứ hết, không phải, mà còn phải suy xét coi cái này nó thuộc hiện tại hay là coi nó thuộc quá khứ. Và mình có thể ngẫm nghĩ coi qua cái kiến văn mình cái loại nghiệp này nó thuộc về nghiệp nào. À, mà mình khi mình sau khi mình quán xét là mình sẽ thấy rằng à mình làm những việc tốt đẹp, nhưng mà những cái gì đó nó tới với mình thì mình sẽ tin rằng đây là cái nghiệp quá khứ, nó nhà già tao mà tao phải trả, sau khi mà xem xét lại là mà mình thấy rằng mình sống một cuộc đời sống rất là tốt đẹp, nó không có một cái ác pháp, không có một cái bất thiện pháp khả dĩ để nó tạo ra những cái ác chướng nghiệp này, mà giờ nó vẫn có hả, thì chúng ta hiểu ngay đó là cái nhân quá khứ hay là cái nghiệp quá khứ. Và cái nghiệp quá khứ là mình đã mang nợ thì giờ mình phải trả, à thôi thì giờ mình trả bằng lòng trả. Và lúc đó là cái tư tưởng mình bị bức xúc, cái tư tưởng mình nó bị ưu não sầu khổ không có. Đó. Ở cho nên nó nói về cái niềm tin ở đây muốn nói là cái tin vào nghiệp báo. Mà sau khi quán xét xong thấy rõ trong hiện tại này mình sống cuộc đời
nó tốt đẹp, một cuộc đời đạo hạnh, một cuộc đời sống mà gì lết cho người thì lết cho mình, không làm hại người, không làm hại mình. Và mới là một cái câu mà trong Phật ngôn mà chúng tôi rất là tâm đắc đó. Và dường như là giữ mãi từ lúc mà chúng ta đọc được cái câu Phật ngôn này cho đến hôm nay. Đức Phật dạy rằng á, này đại vương, không bao giờ có cái sự hạnh phúc khi sống trên đau khổ người khác, không bao giờ có. Người khác là đau khổ mà mình sống hạnh phúc á thì cái chuyện này không thể có đâu. Đây là trường hợp mà Đức Phật ngài dạy vua Ba Tư Nặc, khi mà ông vua Ba Tư Nặc muốn tế đàn, làm tế đàn giết hại chúng sanh nhiều khác để mà được cho cái tai họa của thành Xá Vệ không có, hay hoàng tộc không có, do ông nằm mộng, ông thấy những cái điềm mộng và bốn chữ Dusanaso, thì những cái bà la môn không có nắm bắt được cái nhân quả, chỉ theo cái nghi thức cúng tế mới kêu lập tế đàn, phải giết nào là voi, nào là ngựa, nào là heo, nào là bò, thậm chí cả con người. Nhưng may mắn được bà Hoàng Mallika cứu thoát được, và dạy vua Ba Tư Nặc, khuyên vua Ba Tư Nặc tới hỏi Đức Phật. Đức Phật ngài dạy rằng nó không bao giờ có cái sự sanh lên thiên đàng bằng cách giết hại chúng sanh khác, không bao giờ có sự hạnh phúc khi sống trên đau khổ của chúng sanh khác, không bao giờ có. Và câu đó chúng tôi như là nằm lòng, cứ nhớ rằng không bao giờ ta có được hạnh phúc khi sống trên nước mắt của người khác hay sống trên đau khổ của người khác, không bao giờ có. Ta vui hôm nay nhưng mà cái nụ cười này, cái tiếng khóc của chúng ta, của ta ngày mai nó còn thảm thiết hơn nhiều nếu như chúng ta sống là ác quá. Mình tin là mình tin nghiệp báo là như vậy. Rồi pháp thứ hai nữa là có hổ thẹn. Cái hổ thẹn này á, nó có hai dạng, một dạng bên ngoài và dạng bên trong. Cái dạng bên ngoài đó thì nghĩ rằng mình là một cái người có tuổi tác, mình không nên có hành động thô tháo gì, hành động thô tháo nó mắc cỡ, mắc cỡ. Ví dụ như những đứa bé nhỏ thì có thể chạy chơi đùa rượt đuổi nhau, chứ người người lớn mà rượt chơi đùa với nhau đó thì cảm thấy hơi kỳ kỳ. Mà nhất là ông cụ bà mà rượt đuổi nhau thì không giống ai hết, cảm thấy mắc cỡ thì không làm. Hoặc là có cái địa vị, có địa vị, có địa vị sẽ không làm. Ví dụ giống như một nhà mô phạm không thể ăn nói một cách dung tục giống như những cái người không có học được, không thể mở miệng ra mỗi tiếng đều là dân tục không được, và nói một cách theo đúng cái vị trí của nhà mô phạm. Nhà tu sĩ không thể mỗi chút là mỗi chửi thề, không thể được. Thì nó là mắc cỡ, thì cái địa vị nó cũng làm cho phát sinh cái sự mắc cỡ. Về cái nữa là cái danh tiếng nó cũng làm cho phát sinh cái sự mắc cỡ. Nhưng mà nó chỉ là bên ngoài. Nếu một cái người mà có danh tiếng á, ngẫm nghĩ rằng ta có một cái danh tiếng vậy mà giờ mà ta làm những chuyện này rủi mươi người ai mà thấy được á, thì còn gì danh tiếng mà chẳng khác nào á đốn củi 3 năm mà chụm chỉ 1 giờ. Thì điều này không tốt, sẽ mắc cỡ đó, cho nên không có làm cái tội lỗi. Hoặc do cái dòng họ danh gia thế phiệt, mình cũng con nhà quan, con nhà vua, dòng vua, mình làm vậy người ta biết được, người ta không phải, người ta chê cười mình ta chê cười cả cái dòng họ mình, thậm chí người ta nói là nghe cha làm thầy con đốt sách,
À, cho nên nó mắc cỡ không làm những cái tội lỗi, nhưng nó chỉ là bên ngoài thôi. Nó chỉ bên ngoài. Cái mắc cỡ bên trong đó là đối với người trí, nó chỉ sợ người trí thấy được, biết được những cái tư tưởng xấu xa của mình hay những việc làm xấu xa của mình, người ta khiển trách, người ta la rầy. Ở đây là trường hợp của Bồ Tát của chúng ta. Vào thuở quá khứ có vị danh sư có rất là thông thái và dạy rất là nhiều môn đệ, trong đó Bồ Tát chúng ta là đệ tử tử trưởng. Thì cái vị danh sư này có một cô con gái rất là đẹp, để mà kén chọn cái người rể mình ở trong đám môn sinh. Cái vị danh sư này mới nói với đám môn sinh rằng á, cái người nào mà lấy trộm được xiêm y hoặc là vàng ngọc hoặc là trâm cài của con gái ta, mà con gái ta không biết, mà không ai biết á, thì ta sẽ gả con gái cho. Để xin thưa quý vị rằng đó là tất cả các môn đệ đều đi tìm cách mà trộm lấy đồ tư trang của cái cô này, và đem nó trộm trộm tư trang xong nó đem tới trình cho thầy mà. À, vị thầy mới để gốc 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 hết của ai tên gì để đào ra hết. Riêng đó, đệ tử trưởng thì không có trộm hết. Cho nên tới hết giờ thời hạn rồi á, vậy thầy mới kêu cái môn đệ tới, mới hỏi ông đệ tử trưởng này: này con, một con bất tài vô dụng lắm, sao mà con không có trộm được một món vật gì của con gái ta vậy? Thì người đệ tử trưởng mới nói rằng: thưa thầy, con trộm được á mà người ta thấy là thầy không nhận, phải làm sao người ta không thấy, nhưng mà làm sao không có người thấy được, những cái nhà những cái người khuất mặt khuất mày có thể thấy, chư thiên có thể thấy, mà chính bản thân con thấy, con biết, con thấy, con biết cái hành động này. Mà trên thế gian này làm gì không có những người trí, những người trí đó họ thấy họ sẽ khiển trách, họ sẽ rầy, cái hành động này không đúng pháp nên con không làm. À, vậy thầy mới khen ngợi đây là một tính chất đạo đức của một bà và gả con gái cho. Cho nên thấy là một câu chuyện bốn sanh này cho chúng ta thấy là đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng với cái tư tưởng thầm kín của chúng ta mà không ai biết, không ai biết, có những vị thiên nhân biết, mà những vị thiên nhân mà biết đó là những thiên nhân bậc trí. Đừng cho rằng những cái việc làm chúng ta dù thầm kín trong bóng tối mà không ai biết, những thiên nhân biết mà, những gì chư thiên mà hộ trì chánh pháp họ biết. Mà chúng ta thấy rằng ở trong Tạng Luật có một cái câu chuyện của ngài Xuất Thiên Ná do vô tình thôi. Ngài Xuất Thiên Ná là con trai một của một gia tộc trưởng giả có cái tài sản rất lớn, rồi sau khi ngài đi xuất gia rồi, gia đình mới yêu cầu ngài cho hạt giống là để giữ gìn cái tài sản này. Ngài vô tình ngài cho hạt giống, khi mà ngài cho hạt giống chư thiên la lên rằng là giáo pháp của Thế Tôn trong sạch, đời sống hạnh mạnh là trong sạch, nhưng mà hôm nay bị tỳ khưu Xuất Thiên Ná đã làm cho nhơ uế, làm cho hư hỏng, mà sự cho giống nó nằm ở trong bìa rừng mà. Nó có ai đâu, chỉ có hai người, nhưng mà thiên nhân vẫn biết, vẫn la lên. Cho nên cái sự hổ thẹn đây đó là hổ thẹn ở trong bên tâm, trong tâm của chúng ta, nó khởi lên một cái hành vi ác hoặc một tư tưởng ác. Mình đừng nghĩ cho rằng là không ai biết. Ở trên thế gian này có nhiều bậc trí cũng rất là nhiều, họ biết nhiều khi họ không nói mà thôi, bởi vì nói không có tác dụng, không nói.
chứ phải không? Đừng nghĩ rằng người ta không biết, đừng nghĩ rằng thiên nhân không biết. Và cứ nghĩ rằng á, chung quanh chúng ta là có những cái kẻ luôn luôn nhìn chúng ta để tìm cách mà bắt tội chúng ta khi chúng ta vi phạm. Nó cũng tựa giống như tư tưởng Bồ Tát á, nếu Bồ Tát đi xuất gia đó, nhưng ai á chưa một lần có tư tưởng quay trở lại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, chưa một lần ngài có một tư tưởng nhớ tới Dạ Du Đà Lạt. À, nó hay vậy. Giai đoạn đầu thì có cảm giác giống như ngài là bạc tình, nhưng mà cái tâm lý của ngài đang đeo đuổi một một mục tiêu duy nhất. Bởi vì ngài Ma Vương đã cảnh cáo ngài rồi: này sẽ đặt ta để ta sẽ theo dõi ngươi, bao giờ mà cái tư tưởng ngươi khởi lên dục lạc đó, ta sẽ giết ngươi liền. Nhà Bồ Tát không bao giờ nghĩ đến, nhưng mà đâu phải là vô tình đâu, đâu phải là không có ân nghĩa đâu. Sau khi thành bậc chánh đẳng chánh giác là 80% dân chúng bất độ Thích Ca là chứng đắc quả thánh, từ Dự Lô cho đến A La Hán, đâu có nhỏ đâu. À, cho nên chúng ta mới thấy. Cho nên một lần nọ Đức Xá Lợi Phất hỏi ngài Ma Ha Cassa Bá: thưa tôn giả, thế nào là không có hổ thẹn, thế nào là không biết sợ? Rồi Đức Ma Ha Cassa Bá mới trả lời này: thưa hiền giả Xá Lợi Phất, với một người đó suy nghĩ rằng cái pháp bất thiện mà nó sinh khởi lên cho ta đó, nó đem tới bất lợi, mà pháp bất thiện mà đang có trong ta mà không bị tiêu diệt đó, nó đem tới bất lợi, nhưng người đó không biết hổ thẹn, tức là người đó không có cho rằng không ai biết hết, chỉ có đâu tư tưởng mình biết thôi. Nhưng mà chính mình biết đó, cũng đã có người biết rồi, chưa nói tới những cái thiên nhân biết, à chưa nói những cái người khác mà không biết hổ thẹn. Này thì giả Xá Lợi Phất, người suy nghĩ rằng cái bất thiện pháp nó chưa sanh mà không sinh lên ta là bất lợi, cái thiện pháp nó đang có trong ta mà bị tiêu diệt đó là bất lợi, nhưng mà người này không biết hổ thẹn. À, thông thường người Phật tử chúng ta cứ đi nói à, ai ăn nấy no, ai mặc nấy ấm, ai tu nấy đắc, phải rồi phải rồi, nó không có sai, nó không có sai đâu. À, nhưng mà người khác khởi lên một tư tưởng thiện mà mình không có tư tưởng thiện mà không biết mắc cỡ, người khác đang gìn giữ lấy những cái điều tốt đẹp, những tư tưởng tốt đẹp, những cái ý lành, mà mình làm cho những ý lành của mình, những tư tưởng thiện của mình, những điều tốt đẹp mình bị tiêu diệt mà không biết mặc cả. Cho nên khi có người mà có cái pháp thứ hai là biết mắc cỡ đó, mà vẫn biết mắc cỡ trong cái nội tâm này, đó là một khi mà một cái bất thiện mà nó đang sanh khởi lên, người nó cảm thấy mắc cỡ đấy, tiêu diệt đấy. Một khi mà cái thiện pháp nó chưa sanh mà chưa nó chưa sanh mà không sanh lên, người này cảm thấy mắc cỡ, họ cố gắng làm cho cái thiện pháp nó sanh khởi lên ngay trong tâm. Rồi một khi mà cái thiện pháp đang có đó, mà không biết gìn giữ để cho nó bị tiêu diệt đi đó, thì người lại cảm thấy mắc cỡ. Tại sao người ta gìn giữ được, mình gìn giữ được? À, tại sao người ta năng đi tới chùa sám hối, năng tới chùa để lễ Phật, trước đây mình cũng năng năng tới chùa vậy, tại sao mình không làm rồi một mai á mà người ta biết được cái mình thối thất tinh tấn như vậy thì mình cảm thấy mắc cỡ.
Cho nên dù không có điều kiện mình để chùa, để lễ Phật hay gì chăng nữa đó, thì trong nhà mình cũng có bàn Phật, mình cũng ráng tụng niệm thường xuyên. Ở trước đây mình thường tụng kinh Tam Bảo hai thời, chư thiên hoan hỷ, chư thiên trong nhà mình cũng hoan hỷ. Bây giờ gần mình bỏ đi, cái thiện pháp đó dần dần bị tiêu diệt, mình không biết bắt trễ. Nói vậy đừng có tưởng tượng là nghĩ rằng mình tụng kinh cho mình, mặc dù cho tụng kinh cho mình ấy cũng được đấy. Mình lễ lễ bái Tam Bảo cho chính bản thân mình cũng được đấy. Nhưng mà khi mình lễ bái Tam Bảo những bằng những bài kinh Pali mà trong cái room này mà hướng dẫn quý vị đi tụng kinh Pali, nó có uy lực mà chư thiên thích nghe, nhất là tụng đúng giọng. Mà chư thiên ha, chư thiên hoan hỷ thì mình có niềm hạnh phúc. Nhưng mà giờ cái thiện pháp này nó không còn, không được gìn giữ, phải biết bắt cỡ với chư thiên. Nó gọi là người có biết bắt rồi. Cái pháp thứ hai là có tâm ghê sợ, có sự ghê sợ. Ghê sợ bên ngoài, nhưng mà chủ yếu là ghê sợ bên trong. Ghê sợ bên ngoài là như thế nào? Tức là thấy một cái người mà vi phạm luật ác giới, phá giới, rồi bị vua quan bắt, hành hạ, đánh đập, tra tấn, ghê sợ không làm tội lỗi. Nhưng mà cái đó không phải là cái chủ yếu, không vậy. Ngày hôm nay người ta không thể làm được, người ta không có làm tội ác bởi vì người ta sợ bị hình phạt. Nhưng mà vắng rồi người ta có thể hình phạt mình. Điển hình chúng ta thấy rằng trên thế gian này, cái đoạn đường nào mà bắn tốc độ xe chạy đều 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 mà hãy có không có công an cái là chạy ào ào là nó không có ý thức được. Nó ý thức được. Hãy mà có luật pháp á, thì mới không làm tội lỗi. Nhưng mà vắng luật pháp á, thì có thể làm tội lỗi. Nó cái sợ bên ngoài nó chưa vững bền, chưa chắc chắn. Mà cái sợ bên trong. Nếu một mai á mà vi phạm một tội lỗi á, thì cái khổ cảnh nó sẽ phải kéo tới. Và cái may mắn được cái may mắn được sanh lên làm người nó khó khó vô cùng, mà nếu được làm người á thì nó chướng ngại nó nhiều. Như điển hình hôm nay ta gặp nhiều chướng ngại vậy, bởi vì kiếp xưa mình có nhiều cái bất thiện, hoặc ở trong hiện tại này có nhiều bất thiện, nên nó mới có như vậy. Đại khái là nó một cái tính tự giác, một cái ý thức, một cái tự giác. Thì đã có một tự giác rồi, nó dù là có phạm luật rồi, có cái luật hình sự có quy định hay không quy định, nhưng mà cái tự giác nó có. Thì nó không cần thiết nữa. Nó bên trong đó. Mà cho nên Đức Sắc là Phật hỏi ngài Ma Ha Kassapa rằng, này hiền giả ca Ma Ha Kassapa, thế nào là không biết sợ, thế nào là biết sợ? Thì Đức Ma Ha Kassapa mới trả lời rằng, này hiện giả Sắc Lợi Phất, mọi người suy nghĩ rằng bất thiện pháp nó chưa sanh mà nó sanh lên trong ta đó là bất lợi, nhưng người này không biết sợ. Biết sợ, biết rằng bất thiện pháp nó sanh lên trong ta là bất lợi lắm, nhưng mà cho nó là lỗi nhỏ, mà tội nhỏ không sao. Nhưng mà nhiều cái nhỏ nó gom là thành cái lớn. Mà Đức Phật ngài dạy rồi, đừng khinh ác nhỏ làm a rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nhà nước kia từng giọt nhỏ hờ, một bình kia tràn chảy của ngờ hôm nay. Ác nhân quả dữ dẫy đầy, cũng vì tích trữ lâu ngày mà nên. Nên cho mày gác nhỏ không sao. Mà chứ chính nó đó, nên không biết sợ.
mà đó, những cái trong trong pháp chú cứu hoặc trong bổn sanh cũng cho chúng ta nhiều cái tình tiết làm phước trọn đời, chỉ một lần vi phạm nói dối khi chết rớt xuống khổ cảnh 7 ngày, đó là bà hoàng hậu Malika. Mấy là có phước nhiều á, còn 7 ngày mới còn thoát khỏi địa ngục là chạy lên cõi đâu xuất. Đó là phước mà cà lơ phất phơ thì không biết cỡ nào nữa rồi. Còn tu hành 10.000 năm chỉ dơ sơ sẩy dễ vui có một phút bức đức cầm cỏ lát chết tái sanh là cũng vừa nhiều, rất nhiều cho chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà có một quá bất thiện nhờ pháp, người này nghĩ rằng một cái bất thiện pháp chưa sanh trong ta, chưa sanh khởi trong ta, mà nếu là sanh khởi là bất lợi, nhưng người này không biết sợ. Mọi người này nghĩ rằng bất thiện pháp đang có trong ta, nếu không trừ diệt nó thì bất lợi, nhưng mà người này không biết sợ. Nói sao đâu, đời phải thế, thế thời phải thế. Cái bối cảnh xã hội giờ nó phải vậy, nó phải phải như vậy. Bối cảnh xã hội nó chỉ nhất thời, mà hãy chạy theo nó thì khổ cả nhiều đời nhiều kiếp. Người trí sẽ nghĩ như vậy, người trí sẽ nghĩ như vậy. Và cái bất thiện pháp mà đang có đó, mà nó sanh khởi lên mà nó không chưa cái bị trừ diệt đó, thì kẻ ngu nhân á là không biết sợ. Nó đời vậy mà mình phải theo thời như vậy. Thấy người ta kêu gọi mình cũng kêu gọi, mình kêu gọi phải hợp lý á, mà cái gì cũng kêu gọi đó thì không được. Cái con kêu gọi làm sao mà nó thuộc về Phật pháp đó thì chúng ta hãy làm chẳng hạn như vậy. Mấy người ta xây dựng mình cũng xây dựng, mà xây dựng sao cho nó hợp lý chẳng hạn như vậy. Và nếu không thì thôi, thấy người ta có quyền có chức cũng cố gắng là kiếm chức kiếm quyền, nó không thôi thì không có danh gì nữa, xong chuyện nó không thành vấn đề, không cần thiết, không cần thiết lắm. Bởi vì cái danh cái quyền này nó chỉ nhất thời, nhưng mà cái địa ngục thì nó lâu lắm, nó nhiều đời nhiều kiếp lắm. Cho nên những cái ác bất thiện mà đang sanh trong tâm nó cần phải chấm dứt đi, phải tiêu diệt đi. Mà nếu không tiêu diệt á, người này cũng không biết sợ. Rồi, như đó hết chưa? Cũng chưa. Đức Mahakassapa nói với ngài Xá Lợi Phất: này hiền giả Xá Lợi Phất, mọi người suy nghĩ rằng cái thiện pháp mà nó chưa sanh không sanh trên ta là điều bất lợi, nhưng người đó không biết sợ. Một cái người mà thấy rằng hiện nay mình được sống an lạc đó, mình cho nó là vững bền, thực tế không có cái pháp nào vững bền cả, nó luôn luôn di chuyển nhanh hay chậm mà thôi. Không, trên thực tế trong cái pháp hữu duyên này không bao giờ có cái pháp nào mà nó miên trường vĩnh viễn cả. Cái mà nó yên lặng trước mắt là chúng ta, cái mà bình thản trước mắt chúng ta, rồi nó sẽ dẫn tới một cái sóng gió nổi lên. Nhưng mà cái những pháp thiện mà nó chưa sanh không sanh là ở trên ta, người này không biết sợ. Mà pháp thiện mà chưa sanh mà không sanh lên cho ta đem tới bất lợi, nhưng người này không biết sợ cái bất lợi đó. Người đó có thể hẹn là thôi, hôm nay chưa làm được mai làm, mai chưa làm được mốt làm, cứ hẹn. Nhưng mà thời gian không hẹn cho chúng ta, thời gian không bao giờ hẹn. Thời gian nó có thể lùa chúng ta ra cái ngưỡng cửa tử vong,
Thời gian nó có thể đẩy chúng ta đi xuống hố sâu vực thẳm. Thời gian không chờ đợi chúng ta. Đấy. Rồi người đó mới suy nghĩ rằng là những cái thiện pháp mà đang có trong ta đó nó bị tiêu diệt thì mang tới bất lợi, nhưng người này không biết sợ. Bởi sao người này không biết sợ? Người đó nói còn dài, đời còn dài, ngày mai cái này mất cái này mình làm cái khác, hôm nay đứt giới thì ngày mai mình xin thọ giới lại, hôm nay mình lỡ keo kiệt bỏng sẻn thì ngày mai mình sẽ phóng khoáng xả ly, mình có cái cơ hội làm lại. Nó đúng chứ phải không đúng, nhưng mà có cơ hội làm lại hay không đó là một cái vấn đề, không phải muốn là được đâu, không phải muốn là được. Họ cho nên việc gì cần làm á gấp rút làm trong ngày hôm nay, do đây những cái thiện pháp đang có mà cố gắng gìn giữ trong ngày. Xây dựng thì khó chứ đập phá ra nó dễ, nhưng mà dài vô cùng. Một cái công trình xây dựng có thể là 1 năm 2 năm, nhưng mà chỉ cần 2 ngày 3 ngày thì công trình nó sập sập. Những thiện pháp đang có cần phải gìn giữ đó. Chưa ở chỗ nào Đức Phật ngài bảo rằng thiện pháp mà đang có hãy làm cho nó tiêu diệt đi rồi làm lại, không chỉ không có. Mà Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta cần gìn giữ thiện pháp đang có, làm cho thiện pháp nó chưa sanh được sanh ra lên, thiện pháp đang có được tăng trưởng, là trong cái 4 pháp mà tứ chánh cần. Chứ không phải là một cái thiện pháp mình tiêu hủy rồi mình không biết sợ. Mà chúng ta còn phải biết sợ những cái thiện pháp đang có mà nó bị tiêu diệt. Phải biết sợ. Chúng ta phải cần phải biết sợ những cái thiện pháp chưa sanh mà nó không sanh lên trong lòng. Ở chúng ta cần phải biết sợ những cái thiện pháp mà đang có bị tiêu diệt. Phải biết sợ. Mà có vậy chúng ta mới gìn giữ được những cái thiện pháp. Có vậy chúng ta mới đẩy lùi được những ác và bất thiện pháp đang có ở trong tâm. Mới ngăn chặn những cái ác bất thiện pháp nó chưa sanh, không thể sanh khởi được. Cái có hổ thẹn có ghê sợ ở đây, nó không ở bên ngoài nữa mà nó bên trong, tức là muốn ám chỉ tới Đức Xá Lợi Phất, sợ Đức Ma Ha Kassapa, muốn chỉ ra cái thiện pháp và bất thiện pháp. Thiện pháp mà không sanh lên đã biết mắc cỡ, đã biết hổ thẹn, đã biết ghê sợ, bởi vì nó đang dẫn tới bất lợi. Cái thiện pháp mà nó đang có bị tiêu diệt, nó dẫn tới bất lợi, người đó biết mắc cỡ, người đó biết ghê sợ, ghê sợ. Cái bất thiện pháp nó chưa sanh mà một khi nó sanh lên á là nó đem tới bất lợi, người đó biết mắc cỡ, người đó biết ghê sợ. Những bất thiện pháp đang có, nó đang phát triển không bị tiêu diệt, nó đang dẫn tới bất lợi, người đó biết mắc cỡ và người đó biết ghê sợ. Đó là cái tàm cái quý ở nội tâm chứ không phải bên ngoài nữa, không cần thiết bên ngoài nữa. Sau khi mà quán xét nội tâm thấy điều này, nó là thiện pháp đang sanh, thiện pháp đang tăng trưởng, ác pháp không có, bất thiện pháp nó đang bị tiêu diệt, thì đây là những cái pháp thứ ba mà khiến người đó sống an lạc. Thấy ở trong tâm mình nó không có những cái bất thiện pháp, chỉ có thiện pháp nó đang có, nó đang tăng trưởng, thì lấy gì nữa mà phải sầu khổ, cái gì nữa mà phải ưu não. Có pháp thứ tư nữa là tinh ta tinh tấn tinh cần, tức là tinh cao tấn tinh cần gìn giữ những cái gì mình đã có và tinh tấn để tìm kiếm những cái gì chưa có. Mà những cái chưa có, những cái có đó nó thuộc về thiện pháp. Và chúng ta thấy rằng Đức Xá Lợi Phất, Đức Một Kiền Liên là đôi bạn chí thân của nhau,
Hãy để qua kiếp quá khứ ngay, để trong kiếp này là từ lúc mà biết nhau từ tuổi nhỏ, cái tình tri kỷ này nó kéo dài cho đến trọn một kiếp sống của hai ngài. À, nhưng mà tính tình hai người trái ngược nhau. Ở Đức Xá Lợi Phất á thì nhanh nhạy, có thể nói rằng lúc còn trẻ đó, thì Đức Xá Lợi Phất là cái một thanh niên là song sáo, thích tìm ra những cái mới, phát kiến ra những cái mới. Còn thanh niên một Kiền Liên á thì là điềm đạm, thận trọng, nhưng mà gìn giữ những cái đã có, là phát triển cái đã có. Hai cái này nó coi giống như là nó đối nghịch nhau, nhưng mà thật sự ra nó lại là bổ túc cho nhau. Mọi người đi tìm, đi kiếm có cái có, là người kia gìn giữ cái có nó để làm tăng trưởng. Bất, nó không đối nghịch nhau mà nó lại lại là bổ túc cho nhau. Nên như vậy thấy rằng á, Đức Xá Lợi Phất á, lúc nào cũng là tiên phong đi trước, mà phía bọc rồi phía sau là Đức Mục Kiền Liên. Mà Đức Mục Kiền Liên rất là thận trọng. Một lần nọ ở làng Chatuma thì hai ngài dẫn 500 vị tỳ khưu đi về để lễ Đức Thế Tôn, mà 500 vị tỳ khưu dòng Thích Ca này là mới xuất gia cho nên ồn ào. Đức Thế Tôn ngài đuổi ra khỏi cái làng hay là tự viện Chatuma. Nghe mà Đức Hòa Phật mà đuổi đi xong rồi mới hỏi ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên là: này Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các ngươi nghĩ thế nào khi mà Như Lai đuổi 500 tân tỳ khưu ra khỏi cái tự viện Chatuma này? Ngài Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, mà chúng con nghĩ rằng Đức Thế Tôn cần sự an tịnh, và kể từ nay Đức Thế Tôn và chúng con sẽ sống được hiện tại lạc trú an tịnh. Đức Thế Tôn ngài hỏi ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghĩ rằng là Đức Thế Tôn mà chúng con sẽ sống được an tịnh, và chúng con có trách nhiệm hướng dẫn những cái tăng tỳ khưu này hay là những cái môn đệ. Đức Thế Tôn ngài mới 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 khen Đức Mục Kiền là: lành thay này Mục Kiền Liên. Nhắc cái câu chuyện này trong kinh Trung Bộ và vài kinh Chatuma để cho thấy rằng Đức Mục Kiền Liên thận trọng hơn, thận trọng hơn. Nhưng mà nó không có đối nghịch với ngài Xá Lợi Phất. Ngài biết bảo dưỡng những cái gì đã có và làm tăng trưởng những gì đã có. Đây là lần trong kinh điển mà xem như là Đức Thế Tôn ngài rầy Đức Xá Lợi Phất là không thiếu ý thức trách nhiệm đối với môn đệ, thiếu ý thức. Nhưng ngài Mục Kiền Liên thì có ý thức được cái trách nhiệm của mình. Và cho nên những cái môn đệ đó, mặc dù hai vị là có đệ tử chung, nhưng mà Đức Xá Lợi Phất mà đưa tới cái chứng quả Dự Lưu xong mới giao lại cho Đức Mục Kiền Liên. Để lúc Mục Kiền Liên đó là hướng dẫn cho đến có thể chứng đạt được đạo quả A-la-hán. Nhưng mà cái tính cách mà giáo dục á của ngài Mục Kiền Liên rất là nghiêm khắc, nghiêm khắc. Cho nên đó, trong tăng đoàn á, đối với Đức Xá Lợi Phất á thì chư tăng á vừa kính vừa mến, mà đối với Đức Mục Kiền Liên á vừa kính mà vừa nể. Cái gì mà không phải là Đức Mục Kiền Liên á là nhắc nhở xong là trừng trị ngay nè, trừng trị ngay nè. Nhưng một lần nọ ở chùa Đông Phương á, trong cái đêm mà Ubosatha, trong hội chúng có một vị tỳ khưu á không trong sạch, nó gần đêm gần tàn rồi. Đức Ananda mới nói với bạch Đức Thế Tôn là đêm đó sắp mãn, xin Đức Thế Tôn hãy tụng bốn từ giải thoát. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: này Ananda, hội chúng không công sạch. Đức Mục Kiền đưa quán xét,
trách nhiệm của ngài mà, trách nhiệm được là đệ nhất thần thông, ngài hiểu ngay cái địa vị đệ nhất thần thông của mình, hiểu được câu ngài nói vậy đó, là ngài hiểu được cái ý thức, ngài ý thức được cái trách nhiệm của mình, cho nên ngài đưa tâm ngài quán xét hết rồi chúng mấy có vậy thì khô bề bối. Đức Mục Kiền Liên đi tới nói, này hiền giả, Đức Thế Tôn đã thấy người, này hiền giả hay ra khỏi nơi đây. Nếu mà vậy thì khô này ngoan có ngồi yên đó. Lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Mục Kiền Liên nói, này hiền giả, Đức Thế Tôn đã thấy người, này hiền giả hay ra khỏi nơi đây. Không còn đứng yên nữa, Đức Mục Kiền Liên đưa tay nắm lấy cái tay của ông Tỳ Khưu này dẫn đi nhẹ nhàng, bởi ngài dùng thần thông đưa ra khỏi cái cửa giảng đường, đóng cửa gà chốt lại. Ngài Mục Kiền Liên á là như vậy đó, khẩn trọng nhưng mà rất nghiêm khắc, cho nên chư tăng á, chư Tỳ Khưu á rất kính Đức Mục Kiền Liên mà rất nể. À, ngược lại Đức Xá Lợi Phất kính mà mến, rất là thân trọng. Đức Mục Kiền Liên là cái người mà gìn giữ những cái gì đang có và phát triển những cái gì đó. Nếu này có tinh tấn ở cái điểm này, gìn giữ những cái thiện pháp mình đã có và phát triển thiện pháp mà. Nỗ lực mà. Và có trí tuệ, tức là quán xét về cái mạnh lực chuyển di của các pháp. Dạ. Dĩ nhiên về mặt trí tuệ có nhiều cái khía cạnh, nhưng đây muốn nói là chúng ta nên luôn luôn dù sự kiện thế nào cũng phải để tâm quán xét về theo cái tính chất chuyển di của chúng, chuyển di của chúng ở luôn luôn. Dù trong hiện tại có an lành cũng quán xét rằng một mai sự an lành này nó cũng phải mất đi. Để làm sao cái sự an lành này nó được kéo dài, mà kéo dài đó bởi do những cái thiện pháp. Quả lành cứ nối tiếp quả lành trổ 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 trổ. Mà mỗi quả lành này diệt đi thì phải có quả lành khác tiếp tục nổi theo. Đừng bao giờ để cho quả lành nó bị gián đoạn. Thì ngay trong hiện tại này, nếu quả lành đang trổ thì người này không có sầu khổ ưu não, mà nếu như cái quả ác nó trổ thì người này với cái sự cái niềm tin nơi cái nghiệp báo và xem xét lại cái mãnh lực hổ thẹn, cái mãnh lực ghê sợ đối tội lỗi và sự nỗ lực gìn giữ làm cho những cái ác pháp nó chưa có, nó không có sân khởi, những ác pháp đang có bị tiêu diệt, làm cho những thiện pháp đang có được sinh khởi, những thiện pháp đang có được tiến triển, rồi quán xét theo những cái mãnh lực cái vô thường như vậy thì người này sẽ sống an lạc trong hiện tại. Và thưa vị, thời giảng chúng tôi nên dù phải lẽ của báo phát sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng quả phước này đã được sự an vui tịnh lạc. Phước báo phát sanh lên xin đem tới sự an lành cho quý sư cô, xin đem tới thuận mai trong đời sống sự an vui tịnh lạc cho toàn thể chư Phật tử trong giáo tràng, trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong cái ngày quan hệ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc. Và cũng xin hồi hướng quả phước này đến cho thân bằng quyến thuộc của chư Phật tử trong đạo tràng, cầu mong cảnh giới nào cái gì đó cũng thọ lãnh quả phước này để được an vui tịnh lạc. Và sau cùng thì xin kính chúc quý vị nhanh chóng chứng đắc đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát.